Thân chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 9. Đầu tiên là về giới hạn ôn. Chúng ta sẽ có 4 bài. Bài 13, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Bài 14, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Bài 15, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Bài 16, quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân. Về cấu trúc sẽ gồm hai phần: phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta đến với phần lý thuyết, tìm hiểu khái niệm kinh doanh. Kinh doanh là hoạt động sản xuất dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Hiến pháp năm 2013 điều 33 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Về nghĩa vụ của người kinh doanh, quyền thì phải đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm. Phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành nghề, mặt hàng ghi trong giấy phép. Không kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm, vân vân. Chúng ta tìm hiểu khái niệm thuế. Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung. Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật, điều 80 Hiến pháp năm 2013. Về vai trò của thuế, ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Lao động là quyền và là nghĩa vụ của công dân. Các em sẽ cùng quan sát sơ đồ tư duy sau để việc ghi nhớ bài học được tốt hơn. Phần này các em có thể ghi lại vào tập. Về trách nhiệm của nhà nước khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đối với các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề, học nghề để có việc làm, sản xuất kinh doanh, thu hút lao động. Về quy định của pháp luật, cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Có các loại vi phạm pháp luật sau: vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự và vi phạm kỷ luật. Chúng ta sẽ nhìn vào sơ đồ và ghi nhớ đặc điểm của từng loại vi phạm. Trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. Có 4 loại trách nhiệm pháp lý: hình sự, hành chính, dân sự và kỷ luật. Chúng ta đến với bài 16, quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân. Quyền tham gia này được thể hiện ở việc chúng ta được tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội. Ví dụ như là chúng ta sẽ được tham gia bầu cử, ứng cử vào đại biểu quốc hội, vân vân. Tham gia bàn bạc công việc chung, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. Đây là quyền chính trị cao nhất của công dân, là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Chúng ta đến với phần thứ hai, phần trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Phần này, cô trò chúng ta sẽ cùng thực hành trên lớp các em nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. À, chúc các bạn
ôn thi đạt kết quả tốt.